Thưa quý vị, giải kickboxing các câu lạc bộ toàn quốc dự kiến được diễn ra tại Bình Định từ ngày 20 tháng 3 tới ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải đã phải rời ngày thi đấu từ ngày 25 tháng 3 tới ngày 5 tháng 4. Điều này đã gây ra những thách thức lớn cho các đội tham dự, trong đó có kickboxing Hà Nội. Việc lùi lịch 5 ngày so với dự kiến tác động lớn tới các vận động viên đang ép cân. Các võ sĩ sẽ phải xả cân rồi ép lại, ảnh hưởng không nhỏ tới nền tảng thể lực. Là cái sự căng thẳng về cái cơ cũng như là cái thần kinh của các cháu. Thì trải qua những cái buổi tập căng thẳng, rồi là ép cân nó mệt mỏi cơ, rồi đến dẫn đến cái thần kinh nó cũng mệt mỏi. Lịch thay đổi, đồng nghĩa với kế hoạch di chuyển ăn ở cũng bị xáo trộn. Đội cũng sẽ phải làm lại dự toán và kinh phí cũng sẽ bị đội lên. Dự trù kinh phí rồi là đặt vé máy bay rồi cũng như là đặt phòng ở do lùi lại thì cũng phải là hoãn lại cái đổi lại vé rồi là cũng đổi lại cái ngày đặt phòng và chỗ ăn ở. Giải kickboxing các câu lạc bộ toàn quốc sẽ tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games 31. Thế nên, dù bị tác động ngoại cảnh nhưng các võ sĩ vẫn sẽ tới giải với quyết tâm cao nhất. Đội chúng tôi cũng sẽ đặt mục tiêu khoảng 3 vận động viên tham dự SEA Games kỳ tới. Càng gần đến ngày tranh tài thì những cuộc đấu tập như thế này diễn ra thường xuyên hơn để giúp các vận động viên quen hơn với không khí của sàn thi đấu. Tại giải kickboxing các câu lạc bộ toàn quốc năm nay thì đội kickboxing Hà Nội tham dự với 19 vận động viên tranh tài ở 19 hạng cân và mục tiêu của đội là giành từ 6 tới 8 huy chương vàng để duy trì vị trí nhất toàn đoàn giống như năm 2020.